Thầy bây giờ ở nơi đất thiên, sống bình yên không ai làm phiền. Thầy bây giờ vô tư thản nhiên, không còn tai tiếng hay thị phi. Thật ra thì nhiều ngày trôi qua, mọi người cũng rất mong gặp thầy, nhớ thầy. Thầy bây giờ người thương rất đông, dẫu làm sao vẫn luôn một lòng. Vì bây giờ thầy có biết không, ai cũng xem giống như Phật sống. Thầy bây giờ là một không hai, vì Việt Nam mấy ai làm được như thầy. Vì nơi trần thế người dân còn u mê, lợi dụng đức Phật mà tăng đội lốt thầy tu. Người mong được phước ai nói gì cũng nghe, rồi nghĩ cúng dường sẽ có nhiều vận may. Thầy bây giờ đã xong sứ mệnh, thanh lọc đi biết bao thợ tu. Thầy bây giờ sẽ là cái tên, khi mà nhắc tới ai cũng nhớ. Thầy là niềm tự hào nơi nơi, từ Việt Nam tới sang luôn cả nước ngoài. Thầy bây giờ ở nơi đất thiên, sống bình yên không ai làm phiền. Thầy bây giờ vô tư thản nhiên, không còn tai tiếng hay thị phi. Thật ra thì nhiều ngày trôi qua, mọi người cũng rất mong gặp thầy, nhớ thầy. Thầy bây giờ người thương rất đông, dẫu làm sao vẫn luôn một lòng. Vì bây giờ thầy có biết không, ai cũng xem giống như Phật sống. Thầy bây giờ là một không hai, vì Việt Nam mấy ai làm được như thầy. Vì nơi trần thế người dân còn u mê, lợi Phật mà tăng đội lốt thầy tu. Người mong được phước ai nói gì cũng nghe, rồi nghĩ cúng dường sẽ có nhiều vận may. Thầy bây giờ đã xong sứ mệnh, thanh lọc đi biết bao thợ tu. Bây giờ sẽ là cái tên, khi mà nhắc tới ai cũng nhớ. Thầy là niềm tự hào nơi nơi, từ Việt Nam tới sang luôn cả nước ngoài. Thầy là niềm tự hào nơi nơi, từ Việt Nam tới sang luôn cả nước ngoài. Tuệ ngồi gốc cây đa, còn thầy Quang ngồi mái điều hòa.
sư Minh Tuệ ngày ăn một bữa, sư Quang thì đói bụng là ăn. Sư Minh Tuệ buông bỏ sân si, còn thầy Quang vẫn cứ chai lì. Sư Minh Tuệ thì phi không có, chân Quang thì chất đầy một kho. Sư Minh Tuệ bữa đói bữa no, còn thầy Quang ăn uống xiên xò. Sư Minh Tuệ là sư nghèo nhất, chân Quang thì lắm tiền nhà xe. Sư Minh Tuệ tu đức tu tâm, để ngày sau cứu thế độ đời. Chân Quang thì thầy tu lạ lắm, chẳng độ đời chỉ đợi độ thôi. Sư Minh Tuệ thì thích phong sương, còn thầy Quang thì thích cung dường. Sư Minh Tuệ người thương vô số, chân Quang thì trái ngược lòng dâng. Hỏi trên thế gian người nào qua được pháp Đầu Đà, đâu phải là tự nhiên ba tánh. Xem sư Tuệ như là Phật sống. Minh Tuệ tu đức tu tâm, để ngày sau cứu thế độ đời. Chân Quang thì thầy tu lạ lắm, chẳng độ đời chỉ đợi độ thôi. Sư Minh Tuệ thì thích phong sương, còn thầy Quang thì thích cung dường. Sư Minh Tuệ người thương vô số, chân Quang thì trái ngược lòng dâng. Hỏi trên thế gian người nào qua được pháp Đầu Đà, đâu phải là tự nhiên ba tánh. Xem sư Tuệ như là Phật sống. Đâu phải là tự nhiên ba tánh, xem sư Tuệ như là Phật sống. Kết lại là cũng tại nồi cơm sư Tuệ mà ra. Bây giờ ba con không còn lòng tin với các thầy tu. Có cái nồi cơm nhưng mà làm điên đảo thầy tu trong nhà chùa. Bây giờ ba tánh cũng rèn ngang, hề nghe cúng dường là thôi miền ba. Hãy nhớ một điều, Phật là thần tiên không cần tiền đâu. Cho nhiều làm chi, trong chùa toàn chim tu hú diều hâu. Tu riết mà xe sang nhà lâu, đất cát cò bay không cần đậu. Thân hình bèo tột da láng trơn, thầy tu trở thành nghề đang thịnh hành. Ai ơi hãy nhớ Phật luôn muốn mình từ bi độ đời. Chứ đâu kêu ta phải cúng dường nhiều để được còn phước.
luật này đặt ra là của thợ tu, cho nên ai ngu phải ôm cục tức. Tiền bạc nhà xe cho các ma tăng, mà hồng thấy phước chỉ thấy lâm nợ. Hãy thiết thực dùng xã hội này, ai không đầy lòng tham. Những người đồng cam công khổ cùng ta chỉ có mẹ cha. Hãy lấy tiền ra giúp người đời, phước báo còn cao hơn bầu trời. Cứu người trong lúc gặp khó khăn còn hơn cúng dường cả trăm ngàn lần. Nhớ một điều, Phật là thần tiên không cần tiền đâu. Cho nhiều làm chi, trong chùa toàn chim tu hú nhiều hâu. Tu riết mà xe sang nhà lâu, đất cát cò bay không cần đậu. Thân hình bèo tột da láng trơn, thầy tu trở thành nghề đang thịnh hành. Ai ơi hãy nhớ Phật luôn muốn mình từ bi độ đời, chứ đâu kêu ta phải cúng dường nhiều để được còn bước. Luật này đặt ra là của thợ tu, cho nên ai ngu phải ôm cục tức. Tiền bạc nhà xe cho các ma tăng, mà hồng thấy phước chỉ thấy lâm nợ. Hãy thiết thực dùm xã hội này, ai không đầy lòng tham. Những người đồng cam công khổ cùng ta chỉ có mẹ cha. Hãy lấy tiền ra giúp người đời, phước báo còn cao hơn bầu trời. Cứu người trong lúc gặp khó khăn còn hơn cúng dường cả trăm ngàn lần. Hãy lấy tiền ra giúp người đời, phước báo còn cao hơn bầu trời. Cứu người trong lúc gặp khó khăn còn hơn cúng dường cả trăm ngàn lần. Làm thực tính chung sanh đang u mê,
ngôi chùa tuy bé nhỏ mà nhiều Phật tử sang thăm. Bên trong chỉ có một vài tấm ván nhỏ, có một ông Phật ngồi một mình, chẳng YouTube TikTok cơ đi theo con đường tu khổ hạnh của thầy, bỗng thấy thanh tịnh. Chùa thầy tôi không có sân già si, không tính toán thị phi, không tiền cũng không cúng dường. Còn chùa ngoài kia tất cả là từ tâm, tài khoản nằm ở trên bao bì nhé các con. Đôi khi nghĩ tới thương thầy, thân thế hao gầy nhưng đầy sức sống, thầy luôn là như thế, vẫn nở nụ cười dấu người hận. Hạnh của thầy tựa biển hồ, làm thực tính chúng sanh đang u mê. Ngôi chùa tuy bé nhỏ mà nhiều Phật tử sang thăm. Bên trong chỉ có một vài tấm ván nhỏ, có một ông Phật ngồi một mình, chẳng YouTube TikTok cơ đi theo con đường tu khổ hạnh của thầy, bỗng thấy thanh tịnh. Chùa thầy tôi không có sân già si, không tính toán thị phi, không tiền cũng không cúng dường. Còn chùa ngoài kia tất cả là từ tâm, tài khoản nằm ở trên bao bì nhé các con. Đôi khi nghĩ tới thương thầy, thân thể hao gầy nhưng đầy sức sống, thầy luôn là như thế, vẫn nở nụ cười dấu người hận thương. Thầy là như thế, vẫn nở nụ cười dấu người hận. Chân trần đi khắp muôn nơi, thầy chỉ ăn mỗi bữa một ngày. Tay sư cầm một cái bình bạc, không nhân tiền chỉ nhận đồ ăn. Không xưng thầy mà chỉ xưng con, kẻ đời ai thương ghét không màng. Đêm thì tìm nhà hoang vách đá, sống không mang danh lợi phồn hoa. Bao nhiêu người cùng kính yêu thương, kẻ thì sân si với xem thường.
không nhận tiền xàm ngôn không có lý do gì ghét thầy người ơi. Tu bây giờ sung sướng như tiên, toàn là tu kinh tế tu tiền. Tu bây giờ chỉ mong nổi tiếng để kêu gọi cung vườn thường xuyên. Tu bây giờ toàn thấy hăm he, nào là con xe xuống địa ngục. Muốn về trời chỉ có một cách, cúng vương nhiều cho chùa là xong. Vì sao khắp nơi nhiều người yêu thương Thích Minh Tuệ? Đơn giản là thầy tu chân chính, không nhân tiền không làm phiền ai. Bây giờ sung sướng như tiên, toàn là tu kinh tế tu tiền. Tu bây giờ chỉ mong nổi tiếng để kêu gọi cung vườn thường xuyên. Tu bây giờ toàn thấy hăm he, nào là con xe xuống địa ngục. Muốn về trời chỉ có một cách, cúng vương nhiều cho chùa là xong. Vì sao khắp nơi nhiều người yêu thương Thích Minh Tuệ? Đơn giản là thầy tu chân chính, không nhân tiền không làm phiền ai. Đơn giản là thầy tu chân chính, không nhận tiền không làm phiền ai. Thì ăn một bữa ngày ngày bốn ba khắp miền, nhận đồ chay không lấy tiền. Đêm an nhiên trong màn trời và chiêu đất, thu gom mánh vai vụn làm thành huyền y để mặc. Lâu rồi không nhìn thấy một vị chân tu đích thật, người sung tôn như Đức Phật. Đôi chân đi trên hành trình tìm chánh pháp, nhân sinh vốn vô thường đâu có gì để vẫn vương. Không tham cũng không ham vật chất, phong xương người thương xót cho thầy. Chắp tay A-di-đà xin Phật phổ độ nhân sinh, thế gian vẫn còn bao kẻ ngu muội. Ta phải thương thầy nhé, vì thầy cho ta biết được hành đầu đã rất khó vượt. Cho ta tin trên cuộc đời còn chánh pháp, Phật không ở trong chùa mà Phật ở tâm chúng ta.
cơm thì ăn một bữa, ngày ngày bốn ba khắp miền, nhận đồ chay không lấy tiền. Đêm an nhiên trong màn trời và chiếu đất, thu gom mảnh vai vụng làm thành huyền y để mặc. Lâu rồi không nhìn thấy một vị chân tu đích thật, người sung tôn như Đức Phật, đôi chân đi trên hành trình tìm chánh pháp. Nhân sinh vốn vô thường, đâu có gì để vẫn vương. Không tham cũng không ham vật chất, phong xương người thương xót cho thầy, chắp tay A-di-đà xin Phật phổ độ nhân sinh. Thế gian vẫn còn bao kẻ ngu muội, ta phải thương thầy nhé, vì thầy cho ta biết được hành đầu đã rất khó vượt, cho ta tin trên cuộc đời còn chánh pháp. Phật không ở trong chùa mà Phật ở tâm chúng ta. Cho ta tin trên cuộc đời còn chánh pháp, Phật không ở trong chùa mà Phật ở tâm chúng ta. Thằng ba trần ấy ôm nồi cơm bước lang thang, nghĩa trang là điểm dừng chân yên giấc đêm khuya. Mỗi ngày một bữa ăn, đồ mặc khác người nên kẻ ghét hay kêu ba trần. Thằng ba trần ấy không một xu dính trong thân, đời phiêu bạc cố tìm ra chân lý trong nhân, cúng dường không dám nhận, chẳng lời danh vật chất, chẳng phiền ai không sân si. Đi đến đâu ai ai cũng chào, ai ai cũng tự hào. Hình bóng sư khiến ta nhớ lại cuộc đời của Đức Phật. Hỏi trên nhân gian ai làm được giống như ông, bàn chân cháy đen xuân rồi hạ đến thu đông. Thằng ba trơn ấy không bình thường, nhưng thực tình người dân đến phi thường. Thằng ba trường vẫn đi dù bao kẻ sân si, từ khi mà có thầy bao tu sĩ lao đao, cũng dường cũng ít hơn, tại vì vô tình đã đổ chén cơm của các ngài. Thằng ba trần khiến bao người thay đổi tư duy, làm cho nhiều gã thầy tu ganh ghét sân si, lấy được lòng chúng sanh là thành công rồi đây, người gièm pha không quan tâm.
trần ấy không một xu dính trong thân. Đời phiêu bạc cố tìm ra chân lý trong nhân, cúng dường không dám nhận, chẳng lời danh vật chất, chẳng phiền ai không sân si. Đi đến đâu ai ai cũng chào, ai ai cũng tự hào. Hình bóng sư khiến ta nhớ lại cuộc đời của Đức Phật. Hỏi trên nhân gian ai làm được giống như ông, bàn chân cháy đen xuân rồi hạ đến thu đông. Thằng ba trơn ấy không bình thường, nhưng thực tình người dân đến phi thường. Thằng ba trơn vẫn đi dù bao kẻ sân si, từ khi mà có thầy bao tu sĩ lao đao cúng dường cũng ít hơn, tại vì vô tình đã đổ chén cơm của các ngài. Thằng ba trần khiến bao người thay đổi tư duy, làm cho nhiều gã thầy tu ganh ghét sân si, lấy được lòng chúng sanh là thành công rồi đây. Người gièm pha không quan tâm, lấy được lòng chúng sanh là thành công rồi đây. Người gièm pha không quan tâm. Mình thích thầy đúng không sai, nhưng quý vị hãy để trong lòng, nhìn thấy thầy thì tay chắp lại niệm Nam Mô Bồ Tát Di Đà, hoặc đưa cho chai nước đi đường, nếu không thì mời thầy cơm chay, hãy mong cầu đi trên đường may mắn bình an. Nhìn cánh này thấy thương thương, như tâm tạng gặp hoại trên đường, nhiều kẻ dùng vật chất cám dỗ, mà riêng sư vẫn cứ xem thường, vẫn bao dung luôn sống khiêm nhường, khiến bao người ngày càng yêu thương, hy sinh người để cho thầy một chút bình yên. Mọi người hãy cùng chắp tay mong thầy quá nạn này, mọi người chớ có đi theo để thầy tu tập học, bởi thầy cũng kiếp con người cũng phải có lúc riêng tư. Mọi người cứ bám theo hoài tội nghiệp sư. Nhìn thấy thầy ốm hơn xưa, trăm cái điện thoại gì vô người, kẻ ghét thầy cười chê các kiểu,
người yêu thương thì xót xa lòng, chỉ mong cho thầy thoát kiếp nạn để chuyên lòng học Phật tu tâm. Cũng xin người tha cho thầy đi có được không? Thấy thương thương như tâm tạng gặp hoài trên đường, nhiều kẻ dùng vật chất cám dỗ mà riêng sư vẫn cứ xem thường, vẫn bao dung luôn sống khiêm nhường, khiến bao người ngày càng yêu thương. Chỉ xin người để cho thầy một chút bình yên. Mọi người hãy cùng chắp tay mong thầy qua nạn này. Mọi người chớ có đi theo để thầy tu tập học, bởi thầy cũng kiếp con người cũng phải có lúc riêng tư. Mọi người cứ bám theo hoài tội nghiệp sư, nhìn thấy thầy ốm hơn xưa, trăm cái điện thoại gì vô người, kẻ ghét thầy cười chê các kiểu, người yêu thương thì xót xa lòng, chỉ mong cho thầy thoát kiếp nạn để chuyên lòng học Phật tu tâm. Cũng xin người tha cho thầy đi có được không? Trời ơi sao phải ra nông nỗi này, làm ơn hãy cứu sư Minh Tuệ đi. Mở mắt là hàng trăm cái mái, quay sáng cho tới một giờ khuya. Bà con quá khích đi theo sao thầy, làm giao thông cản trở không đi được. Thầy làm sao tấm thân tàn gầy hao, thôi tôi xin cô bác chị em, nếu có thương thầy để thầy bình yên. Là tại ai? Tại mấy chú YouTuber
hay trốn ở sâu trong rừng cũng tìm mò tới. Nhưng cũng nhờ nhiều anh YouTube nên chúng ta biết thầy hôm nay. Chỉ trách những kẻ săn tình kiếm tiền vào quay bất chấp không tôn trọng sư. Qua kiếp nạn sẽ có phước bao, ai cũng đang lấy thầy làm gương. Tập trung giữ giới chuyên tâm tu hành và luôn luôn giữ cái tâm thiện lành. Tàn gầy hao, thôi tôi xin cô bác chị em, nếu có thương thầy để thầy bình yên. Là tại ai, tại mấy chú YouTuber, thầy trốn ở sâu trong rừng cũng tìm mò tới. Nhưng cũng nhờ nhiều anh YouTube nên chúng ta biết thầy hôm nay. Chỉ trách những kẻ săn tình kiếm tiền vào quay bất chấp không tôn trọng sư. Qua kiếp nạn sẽ có phước bao, ai cũng đang lấy thầy làm gương. Tập trung giữ giới chuyên tâm tu hành và luôn luôn giữ cái tâm thiện lành. Mong được yên bình để tu. Thầy không phải nhà sư, cũng không có nhận lì xì, cũng không có nhận phong bì, nhưng tấm lòng cao cả từ bi. Đừng có ghét thầy tôi, cũng nhờ ông mọi thứ phần vui à. Có ai đo tâm chưa thành, khoác y chùa vẫn còn sân si. Phật là ở tâm, Phật là ở tâm. Phật chúng ta hiện là cha mẹ, đi khoe tiền khoe của làm oai, để mẹ cha ăn củ ăn khoai, nghe sư lùa gà cúng dường là quá sai. Còn thầy của tôi nào phiền tới ai, ngày bữa cơm chẳng cần danh vọng, thế gian này ai giống vậy đâu. Đêm ngồi thiền dưới hang sâu, tu không toàn tính à, chẳng sân hận đời, nặng lời chi với một người, luôn luôn vui cười giấu người ghét ganh.
phải biết giữ giới để được phước lành. Không phải nhà sư, cũng không có nhận lì xì, cũng không có nhận phong bì, nhưng tấm lòng cao cả từ bi. Đừng có ghét thầy tôi, cũng nhờ ông mọi thứ phần vui à. Có ai đó tâm chưa thành, khoác y chùa vẫn còn sân si. Phật là ở tâm, Phật là ở tâm. Phật chúng ta hiện là cha mẹ, đi khoe tiền khoe cua làm oai, để mẹ cha ăn củ ăn khoai, nghe sư lùa gà cúng dường là quá sai. Còn thầy của tôi nào phiền tới ai, ngày bữa cơm chẳng cần danh vọng, thế gian này ai giống vậy đâu. Đêm ngồi thiền dưới hang sâu, tu không toàn tính à, chẳng sân hận đời, nặng lời chi với một người, luôn luôn vui cười giấu người ghét ganh. Thương thầy luôn dạy chúng sanh, phải biết giữ giới để được phước lành. Đến nhân gian dọn dẹp đi những thứ không sạch, cảm ơn thầy dạy cho ba tánh biết cúng dường thế nào là đúng. Nay sư mệnh thầy đã xong xuôi, mọi người vui xin chớ đau buồn. Quy luật đời từ lâu vẫn thế, có đến thì sớm muộn cùng đi. Tin vui dành cho các ma tăng, nhổ được gai trong mắt đi rồi, nhưng sau này thì sẽ hơi đôi, bởi có ai cũng dường nữa đâu. Tay chỉ cầm cài bạc xinh xinh, nhiều thợ tu bông hoa nguyên hình. Chỉ cần làm mà không cần nói, khiến bao sư trong chùa phải nói. Ai thương thầy xin giữ trong tim, đừng ngược xuôi đừng cố đi tìm. Ai thương thầy thì chỉ cần nhớ, lo cha mẹ cũng gọi là tu. Thầy xuống thế gian đã dạy cho ba tánh hiểu được, phải cúng dường ở nơi cần cúng, cũng là phụ hiếu đạo là chính.
tay chỉ cặp cài bạc xinh xinh, nhiều thợ tu bông hoa nguyên hình. Chỉ cần làm mà không cần nói, khiến bao sư trong chùa phải nói. Ai thương thầy sinh giữ trong tim, đừng ngược xuôi đừng cố đi tìm. Ai thương thầy thì chỉ cần nhớ, lo cha mẹ cũng gọi là tu. Thầy xuống thế gian đã dạy cho ba tánh hiểu được, phải cúng dường ở nơi cần cúng, cũng là phụ hiếu đạo là chính. Phải cúng dường ở nơi cần cúng, cũng là phụ hiếu đạo là chính. Như mưa rào tháng nào cũng hơn trăm cu, sư nghĩ ngang mất đi nguồn thu, trở về thôi ăn nhiều đủ rồi, chỉ vì doanh thu nên cứ ngồi một giờ đêm dân cứ quay đề cày quyêu. Thầy tu chân chính nên muốn thanh tịnh, bà con YouTube cứ quấn quanh mình, sao mà tu tu làm sao. Tại thầy ban chất là sống quá hiền, người xem thầy giống cây hái ra tiền, thế cho nên cứ theo liền liền. Có người trong tâm suy nghĩ, không có YouTuber thề thì sẽ chẳng có ai biết đến một cái tên Thích Minh Tuệ đâu. Đã là đi tu theo Đức Phật, tiền và danh sư đâu có cần, bởi vậy nên không có ai cũng chẳng sao. Nhiều anh YouTube tôi thấy hơi kỳ, thầy đi toilet cũng dí theo thầy, để cho kênh tăng lượt xem. Đằng sau ba tăng đằng trước quay chụp, làm giao thông cứ ung tắc liên tục, để hôm nay khỏi ai gặp thầy. Không đi nữa, YouTuber khóc như mưa rào, tháng nào cũng hơn trăm cu, sư nghĩ ngang mất đi nguồn thu, trở về thôi ăn nhiều đủ rồi, chỉ vì doanh thu nên cứ ngồi một giờ đêm dân cứ quay đề cày quyêu. Thầy tu chân chính nên muốn thanh tịnh, bà con YouTube cứ quấn quanh mình, sao mà tu tu làm sao. Tại thầy ban chất là sống quá hiền, người xem thầy giống cây hái ra tiền, thế cho nên cứ theo liền liền. Có người trong tâm suy nghĩ, không có YouTuber thề thì sẽ chẳng có ai biết đến một cái tên Thích Minh Tuệ đâu. Đã là đi tu theo Đức Phật, tiền và danh sư đâu có cần, bởi vậy nên không có ai cũng chẳng sao. Nhiều anh YouTube tôi thấy hơi kỳ, thầy đi toilet cũng dí theo thầy, để cho kênh tăng lượt xem. Đằng sau ba tánh đằng trước quay chụp, làm giao thông cứ ung tắc liên tục, để hôm nay khỏi ai gặp thầy.
sáu năm qua, sáu năm khóa tu đầu đà, sáu năm xa nhà một thân mình sống xa mẹ cha, sáu năm chỉ đi một mình nhặt từng mảnh vải mai huyền y. Cơm thì chỉ dùng mỗi ngày một bữa, sáu năm ngu bụi nghĩa trang hoặc dưới hang sâu, sáu năm chỉ vui không buồn dù người đời ghét hay là thương, sáu năm vẫn luôn tươi cười người nhìn thấy gió sương lòng thương. Mặc cho nhân thế sân si, thế nhưng sư thầy vẫn đi, chỉ mong lan thêm lòng từ bi. Tiền không nhận chỉ nhận cơm chay, sáu năm qua không lời bi ai. Trên thế gian tìm xem giống sư có bao nhiêu người, bỏ đi tham vọng ngộ ra được đắng cay chẳng ai, hiểu ra xác thân vô thường lìa xa đời trắng đôi bàn tay. Không tiền không quyền không tình không sắc, thế nhưng người đời sùng tôn gọi đấng chân tu, chúng ta nếu xem thân này là vô thường ở trên trần gian, khi ta mất đi trên người chẳng có gì của ta mà mang. Hiểu ra ta thấy tâm an, cũng thôi không lời thở than. Cảm ơn sư minh tuệ thầy ơi, nhờ sư mà bao người nhận ra biết bao nhiêu sự thật ngoài kia. Một bữa sáu năm ngu bụi nghĩa trang hoặc dưới hang sâu, sáu năm chỉ vui không buồn dù người đời ghét hay là thương, sáu năm vẫn luôn tươi cười người nhìn thấy gió sương lòng thương. Mặc cho nhân thế sân si, thế nhưng sư thầy vẫn đi, chỉ mong lan thêm lòng từ bi. Tiền không nhận chỉ nhận cơm chay, sáu năm qua không lời bi ai. Ngày xưa cứ ngỡ chân tu giờ đây thì thấy lu bu, tường đâu hồ pháp kim, càng ngờ đâu toàn xàm.
hãy nên nhớ rằng đời nay ta chớ tin ai, chỉ có Minh Tuệ là sư dư giới công khai. Còn những người cố đi theo đều có mục đích âm mưu, bà con phải sáng tâm không là bị lợi dụng. Bây giờ không hành khất lập tức lộ ra bàn chất, đi ăn đi ba bi ôm bi hơi không ngơi môn nào. Đôi bàn tay bị quất từng đâu là tay thằng Thanh, thôi tôi khuyên ông không nên ăn chơi mà lo về khám. Sư không có đệ tử đừng sư phụ hay gì nữa, cho sư tôi yên cho sư an nhiên chuyên tâm tu tập. Tâm còn chưa buồn bỏ làm ơn đừng xưng thằng Thanh, thôi đi ông ơi ông kim càng gì toàn kim bình mai. Tu như sư Tuệ Việt Nam đâu có bao nhiêu, đi theo chi toàn là quay YouTube câu view. Người bây giờ quá tinh vi cào đâu chọc lóc quy y, gọi đi ngồi kế bên sư được xưng là thầy. Cho nên bây giờ bà con chưa có tin ai, chỉ có Minh Tuệ là sư duy nhất không sai. Nào là hộ pháp kim cang toàn có mục đích, đi theo thật giả lầm lộn. Rằng đời nay ta chớ tin ai, chỉ có Minh Tuệ là sư dư giới công khai. Còn những người cố đi theo đều có mục đích âm mưu, bà con phải sáng tâm không là bị lợi dụng. Bây giờ không hành khất lập tức lộ ra bàn chất, đi ăn đi ba bi ôm bi hơi không ngơi môn nào. Đôi bàn tay bị vuốt từng đâu là tay thằng Thanh, thôi tôi khuyên ông không nên ăn chơi mà lo về khám. Sư không có đệ tử đừng sư phụ hay gì nữa, cho sư tôi yên cho sư an nhiên chuyên tâm tu tập. Tâm còn chưa buồn bỏ làm ơn đừng xưng thằng Thanh, thôi đi ông ơi ông kim càng gì toàn kim bình mai. Tu như sư Tuệ Việt Nam đâu có bao nhiêu, đi theo chi toàn là quay YouTube câu view. Người bây giờ quá tinh vi cào đâu chọc lóc quy y, gọi đi ngồi kế bên sư được xưng là thầy. Cho nên bây giờ bà con chưa có tin ai, chỉ có Minh Tuệ là sư duy nhất không sai. Nào là hộ pháp kim cang toàn có mục đích, đi theo thật giả lăn lộn. Cho sám hối chân quỳ gối, nghịch lý của cuộc đời, một chân tu tuyệt vời, thua mấy ông thợ tu. Nhìn hình cảm thấy thương sư Thích Minh Đạo hơn, là một nhà sư với cách nói năng từ tôn. Vì chính kiêng của mình làm trái ý của người, phải sám hối như vậy. Ôi Nam Mô A Di Đà, tranh luôn luôn là thắng tà. Bà con luôn sát cánh, luôn đứng về phía thầy. Thầy chỉ làm sai với giáo hội Phật mà thôi. Về tình thì ai ai cũng thấy không hề sai, còn bàn về lý ai cũng thấy thầy đều đúng. Đừng tưởng dân ngu muội chẳng biết đúng sai gì,
là suy nghĩ sai lầm. Chẳng biết đúng sai gì là suy nghĩ sai lầm. Chia buồn xa dương trần đầy dẫy khô ai đến thiêng đàng tìm cạnh bóng lai. Đôi chân trần không thể đi thêm, bỏ lại sao hoài bão giác ngộ xa nơi đầy hỉ nô ai ô sân si này gửi lại trần gian. Sư minh thiện rời khỏi dương gian, nhiều người xoay ngang trách minh tuệ. Trong chuyện này thầy đâu có lỗi, kiếp nhân sinh vô thường mà thôi. Thế mới hiểu trong sáu năm qua, một người tu đúng pháp đầu đà. Sư minh tuệ vẫn luôn là nhất, đấng chân tu đích thật là đây. Có kẻ bảo đâu khó khăn chi, vậy thử đi vài tháng theo thầy. Đâu phải là tự nhiên dân chung bái lại thầy như là Phật xong. Vì sao khắp nơi nhiều người yêu thương thích minh tuệ? Đơn giản là thầy tu chân chính, không nhân tiền không làm phiền ai. Mới hiểu trong sáu năm qua, một người tu đúng pháp đầu đà. Sư minh tuệ vẫn luôn là nhất, đấng chân tu đích thật là đây. Có
kẻ bạo đâu khó khăn chi. Vậy thử đi vài tháng theo thầy, đâu phải là tự nhiên dân chung bái lại thầy như là Phật xong. Vì sao khắp nơi nhiều người yêu thương thích Minh Tuệ? Đơn giản là thầy tu chân chính, không nhân tiền, không làm phiền ai. Đơn giản là thầy tu chân chính, không nhân tiền, không làm phiền ai. Trinh ơi là Trinh, không còn ai cứu em được rồi. Nguyên gia đình em, chỉ mình em bước đi ngược lối. Em tu mà em săn rồi si với sư từng chút. Em quên mất rồi quá khứ của mình nào đẹp hơn ai. Hay do thầy em bây giờ không có ai lại chùa, doanh thu tuột ngang do chẳng ai cung cho nhà đất. Theo sư phụ đi năm mười năm chắc ăn là phất. Anh thấy có mình em mới thấm được những lời sư em. Tính ra từ khi em bên thầy quan bán buôn một ngày ra đơn chàng lan, người nhận hình như không có được nhiều mà bơm khá nhiều. Thế nhưng mà em vẫn chưa nhận ra tất cả mọi người chê bai gần xa. Cuộc đời của em đâu như người ta, tiểu sư em đâu có tốt gì, em nổi tiếng được là nhờ Rama. Xó xiên một chân tu bao người tôn, với em như vậy em cho là khôn. Thầy Hồng Thiên ai không xin tiền ai thì sai chỗ nào. Ý em là tu y như thầy quan phải nên cùng dường mai sao giàu sang. Rồi nhìn người cơm không có mà ăn, thầy lại nói do không cúng dường cho nên kiếp này mình nghèo con ơi. Đi tu mà sân si tùm lum thấy không được rồi. Em y hệt như ông thầy em ca trong lời nói. Anh nghĩ là do ông thầy em chắc đang sợ đôi. Không ai cúng dường nên không có tiền tàu nhà mua xe. Trinh ơi là Trinh, không còn ai cứu em được rồi. Nguyên gia đình em, chỉ mình em bước đi ngược lối. Em tu mà em săn rồi si với sư từng chút. Em quên mất rồi quá khứ của mình nào đẹp hơn ai. Hay do thầy em bây giờ không có ai lại chùa, doanh thu tuột ngang do chẳng ai cung cho nhà đất. Theo sư phụ đi năm mười năm chắc ăn là phất. Anh thấy có mình em mới thấm được những lời sư em. Tính ra từ khi em bên thầy quan bán buôn một ngày ra đơn chàng lan, người nhận hình như không có được nhiều mà bơm khá nhiều. Thế nhưng mà em vẫn chưa nhận ra tất cả mọi người chê bai gần xa. Cuộc đời của em đâu như người ta, điều sư em đâu có tốt gì, em nổi tiếng được là nhờ Rama. Xó xiên một chân tu bao người tôn, với em như vậy em cho là khôn. Thầy Hồng Thiên ai không xin tiền ai thì sai chỗ nào. Ý em là tu y như thầy quan phải nên cùng dường mai sao giàu sang. Rồi nhìn người cơm không có mà ăn, thầy lại nói do không cúng dường cho nên kiếp này mình nghèo con ơi. Đi tu mà sân si tùm lum thấy không được rồi. Em y hệt như ông thầy em ca trong lời nói. Anh nghĩ là do ông thầy em chắc đang sợ đôi. Không ai cúng dường nên không có tiền tàu nhà mua xe. Tính ra từ khi em bên thầy quan bán buôn một ngày ra đơn chàng lan, người nhận hình như không có được nhiều mà bơm khá nhiều.
Thế nhưng mà em vẫn chưa nhận ra, tất cả mọi người chê bai gần xa, cuộc đời của em đâu như người ta. Điều sự em đâu có tốt gì, em nổi tiếng được là nhờ Rama. Xó xiên một chân tu bao người tôn, với em như vậy em cho là khôn. Thầy Hồng phiền ai không xin tiền ai thì sai chỗ nào. Ý em là tu y như thầy quan, phải nên cung dường mai sao giàu sang. Rồi nhìn người cơm không có mà ăn, thầy lại nói do không cúng dường cho nên kiếp này mình nghèo con ơi. Đi tu mà sân si tùm lum thấy không được rồi. Em y hệt như ông thầy em cá trong lời nói. Anh nghi là do ông thầy em chắc đang sợ đôi. Không ai cúng dường nên không có tiền tàu nhà mua xe. Anh nghi là do ông thầy em chắc đang sợ đôi. Không ai cúng dường nên không có tiền tàu nhà mua xe. Thấy là em lo tu dữ lắm, thế thiếu ơn em dục đâu rồi. Mà hai năm không thấy hồi âm, không hỏi thăm mẹ dù một tin nhắn. Chứ hiếu em không có, em đừng nên dạy đời. Đời em sẽ thất bại vì mất đi cội nguồn. Tôn thờ ông sư nhà đất, trong khi em sống quá tệ với mẹ. Em đi xa quá rồi em, tất cả mọi chuyện là do em thôi. Phạt ngôn dậy xong coi mạng. Nói xấu một người chân tu đúng chất, chỉ đời bình ông thờ tu giàu. Một bên chỉ có cái nồi cơm, bên ở biệt thự xe sang các thứ. Bên nói hai ba tiếng xong là kêu cũng dường. Còn bên không có nhận tiền của dân bao giờ. Em ơi dân mạng đâu phải đồ ngốc, em đi tân bốc một kẻ ngôn loạn. Hầu qua em gánh mình em, còn để cha mẹ gầu lo cho em. Sống sai mà hay gián đạo. Thấy là em lo tu dữ lắm, thế thiếu ơn em dục đâu rồi. Mà hai năm không thấy hồi âm, không hỏi thăm mẹ dù một tin nhắn. Chứ hiếu em không có, em đừng nên dạy đời. Đời em sẽ thất bại vì mất đi cội nguồn. Tôn thờ ông sư nhà đất, trong khi em sống quá tệ với mẹ. Em đi xa quá rồi em, tất cả mọi chuyện là do em thôi. Phạt ngôn dậy xong coi mạng. Nói xấu một người chân tu đúng chất, chỉ đời bình
ông thợ tu giàu, một bên chỉ có cái nồi cơm, bên ở biệt thự xe sang các thứ. Bên nói hai ba tiếng xong là kêu cũng dường, còn bên không có nhận tiền của dân bao giờ. Em ơi dân mạng đâu phải đồ ngốc, em đi tân bốc một kẻ ngôn loạn, hậu quả em gánh mình em, còn để cha mẹ gầu lo cho em. Sống sai mà hay gián đạo, lời sư đi đất đai mình cung chùa, kiếp này mình hy sinh dựng nhà đơn sơ rồi chui vô ơ, con mình sẽ giàu vô tiền ào ào, cái này là sư kêu hát karaoke chết làm con ma câm, sư làm con rung qua bán thùng lo kéo rồi lấy tiền đi cúng dường, như vậy sẽ có phước. Chớ du lịch đi chơi kéo sau này hối hận, đứng ngồi thì không yên bị liệt hai chân rồi qua tai biến. Ôi tiền của mình nhưng mà mình xài cũng là vô đạo đức. Lời sư đi đất đai mình cung chùa, kiếp này mình hy sinh dựng nhà đơn sơ rồi chui vô ơ, con mình sẽ giàu vô tiền ào ào, cái này là sư kêu hát karaoke chết làm con ma câm, sư làm con rung qua bán thùng lo kéo rồi lấy tiền đi cúng dường, như vậy sẽ có phước. Chớ du lịch đi chơi kéo sau này hối hận, đứng ngồi thì không yên bị liệt hai chân rồi qua tai biến. Ôi tiền của mình nhưng mà mình xài cũng là vô đạo đức. Ôi tiền của mình nhưng mà mình xài cũng là vô đạo đức. Rằng mình cũng là người tu chính chuyên, cũng kẻ học Phật nói chuyện sao không có duyên. Tự nhiên cái kêu bằng thằng người chi sân si, thầy ơn người ta tu đúng cớ sao nói như ba trận.
ít nhất là thầy không nhận tiền của chúng sanh. Không có đồng hồ xế xịn, không có lính canh, thầy không có xưng bằng thầy, thầy xưng con với dân chúng. Thầy không có nói hát ca kiếp sau bị câm. Ông sân si thấy nhiều người chê không hề bên, không bằng được sư Minh Tuệ nên thế là buồn câu chê bai. Đường ai cùng theo phe ông thế nên làm tới, chắc ông không coi TikTok, chúng chửi ông đầy nhóc. Bởi thấy người nghèo giết gọi thiệt không dám tu, không có tiền để cúng dường là không phải gu. Giờ tu cũng như là nghề, giờ toàn là tu kinh tế, nhiều chùa phải mua vé ta mới đi vào được. Sống cánh buồn phiền hết tiền nhiều đêm ước mi, lúc đó sợ nghèo đôi lạnh sợ chi phước đi. Vậy nên nói ông đừng hùng, làm gì cũng la mặt phước, đừng chơi chiêu đó bởi đâu phải ai cũng ngu. Là thầy không nhận tiền của chúng sanh, không có đồng hồ xế xịn, không có lính canh, thầy không có xưng bằng thầy, thầy xưng con với dân chúng. Thầy không có nói hát ca kiếp sau bị câm. Ông sân si thấy nhiều người chê không hề bên, không bằng được sư Minh Tuệ nên thế là buồn câu chê bai. Đường ai cùng theo phe ông thế nên làm tới, chắc ông không coi TikTok, chúng chửi ông đầy nhóc. Bởi thấy người nghèo giết gọi thiệt không dám tu, không có tiền để cúng dường là không phải gu. Giờ tu cũng như là nghề, giờ toàn là tu kinh tế, nhiều chùa phải mua vé ta mới đi vào được. Sống cánh buồn phiền hết tiền nhiều đêm ước mi, lúc đó sợ nghèo đôi lạnh sợ chi phước đi. Vậy nên nói ông đừng hùng, làm gì cũng la mặt phước, đừng chơi chiêu đó bởi đâu phải ai cũng ngu. Vậy nên nói ông đừng hùng, làm gì cũng la mặt phước, đừng chơi chiêu đó bởi đâu phải ai cũng ngu. Đang xem không cho giảng bài gì ở bên giáo hội Phật giáo, người ta đang tính toán thiêu thao về những cái phát ngôn của ông không được hay, gây phẫn nộ. Bao ngày qua khắp trên cả nước đang tẩy chay, đang sàng lọc, mong từ đây sẽ bớt được nhiều ma tăng. Ôi, đất nước hôm nay chia ra hai phe, bên phe Chân Quang, bên sư Minh Tuệ, hai bên đua nhau phân bua bảo vệ, mà người thương nói chung là ít, còn người ghét Chúa ơi bao nhiêu. Chẳng còn ai giống Minh Tuệ sư, ôm nồi cơm không nhận tiền, nhưng đào điên biết bao thờ tu, những lời nói trái đạo Phật, nên giờ đây có kết cục ngày hôm nay. Tâm sân si thì đừng đi tu, ai hơn ta, ta lại mang lòng ghét ganh tị. Thôi sư ơi hoàn tục luôn đi, ăn nhiều thôi, bây giờ sư quá giàu rồi.
bên kia đang xem không cho giảng bài. Vì ở bên giáo hội Phật giáo, người ta đang tính toán thiêu thao. Về những cái phát ngôn của ông không được hay, gây phẫn nộ. Bao ngày qua khắp trên cả nước đang tẩy chay, đang sàng lọc, mong từ đây sẽ bớt được nhiều ma tăng. Ôi đất nước hôm nay chia ra hai phe, bên phe chân quang, bên sư minh tuệ, hai bên đua nhau phân bua bảo vệ, mà người thương nói chung là ít, còn người ghét Chúa ơi bao nhiêu. Chẳng còn ai giống minh tuệ sư, ôm nồi cơm không nhận tiền, nhưng đào điên biết bao thờ tu, những lời nói trái đạo Phật, nên giờ đây có kết cục ngày hôm nay. Tâm sân si thì đừng đi tu, ai hơn ta, ta lại mang lòng ghét ganh tị. Thôi sư ơi hoàn tục luôn đi, ăn nhiều thôi, vì bây giờ sư quá giàu rồi. Thôi sư ơi hoàn tục luôn đi, ăn nhiều thôi, vì bây giờ sư quá giàu rồi. Thôi sư ơi hoàn tục luôn đi, ăn nhiều thôi, vì bây giờ sư quá giàu rồi. Thôi sư ơi hoàn tục luôn đi, ăn nhiều thôi, vì bây giờ sư quá giàu rồi. Tình hôm nay đang hot, mọi người đã biết gì chưa? Ông chân quang bị cấm 2 năm không cho giảng bài. Ngày bao người chờ trông mong, bà con giờ được thông dong, ăn uống hay du lịch gì cũng không sợ bị mật phược. 2 năm theo tôi thấy hơi nhẹ cô bác mình ơi, theo tôi nên vinh viễn cả đời không cho giảng bài. Thầy quan giờ thì không lo, tiền chất đầy ở trong kho, nhà đất ân ca cuộc đời cũng không thể nào hết đâu. Mấy cái đứa binh thầy giờ này chắc có lẽ sẽ buồn vài ngày. Dòng thứ không phân biệt đúng sai, phương chính giờ không cứu thầy được rồi. Mà 2 năm có là gì đâu, thầy sẽ đi hướng thù thiệt lâu. Hết 2 năm bắt đầu cũng dương lại nhé con ơi. Thôi tôi khuyên ai đã tôn sùng thì tính ngộ đi, ta tu tâm tu đức hiểu ơn vậy là đủ rồi. Phật đâu ở nơi xa xôi, Phật chính là mẹ cha tôi, cung kính cho hai Phật này phước lành từ đồng đến thôi. Hôm nay đang hot, mọi người đã biết gì chưa? Ông chân quang bị cấm 2 năm không cho giảng bài. Ngày bao người chờ trông mong, bà con giờ được thông dong, ăn uống hay du lịch gì cũng không sợ bị mật phược. 2 năm theo tôi thấy hơi nhẹ cô bác mình ơi, theo tôi nên vinh viễn cả đời không cho giảng bài. Thầy quan giờ thì không lo, tiền chất đầy ở trong kho, nhà đất ân ca cuộc đời cũng không thể nào hết đâu. Mấy cái đứa binh thầy giờ này chắc có lẽ sẽ
buông vai ngay. Dòng thứ không phân biệt đúng sai, phương chính giờ không cứu thầy được rồi. Mà hai năm có là gì đâu, thầy sẽ đi hướng thù thiệt lâu. Hết hai năm bắt đầu cũng dương lại nhé con ơi. Thôi tôi khuyên ai đã tôn sùng thì tính ngộ đi. Ta tu tâm tu đức hiếu ơn vậy là đủ rồi. Phật đâu ở nơi xa xôi, Phật chính là mẹ cha tôi. Cung kính cho hai Phật này phước lành tự động đến thôi. Phật đâu ở nơi xa xôi, Phật chính là mẹ cha tôi. Cung kính cho hai Phật này phước lành tự động đến thôi. Bao có phước ta nên phải cúng dường nhiều, tiền mệnh gia thấp nhét vô Phật không nên đâu. Dùng tờ 500 đưa sư là phước nhân đôi, đi du lịch khắp mọi nơi, mai sau tại biết liệt người. Còn mà họ hát kiếp sau bị cầm, bị bệnh gần chết có ngày địa lòng. Tiền mình lấy chi tiêu thì cúng bị tội, là vô đạo đức chứ không hề dấn chơi đâu. Mọi người nên nhớ khi ta nằm giống nghiêu ngao, đưa chân ra ở ngoài sao, không nên đưa trước mặt lộ, là đạp người khác phước không còn đâu. Thợ hồ là kiếp trước phá gia người ta, kiếp này thân thề về nguyên là do đây. Do đi chùa ta đem cúng một chỉ vàng, vậy nên còn nguyên thay. Ông sư thầy cho hay nước ma phí phàm, kiếp sau ra ngoài sa mạc liền. Nhưng quan nhà sư cộng tiền có phước trở lại làm ăn đi lên. Mọi người nên nhớ khi ta nhà ở gần chùa, chùa mà hẹp quá ta hiến nhà đất cho luôn. Tìm trời má ở cho sư gọi mó tu tâm, mai sau còn cháo giàu lên. Do tâm đạo quá tuyệt vời, cho nên cúng dường là sư ok. Cho nên cúng dường là sư ok. Bao có phước ta nên phải cúng dường nhiều, tiền mệnh gia thấp nhét vô Phật không nên đâu. Dùng tờ 500 đưa sư là phước nhân đôi, đi du lịch khắp mọi nơi, mai sau tại biết liệt người. Còn mà họ hát kiếp sau bị cầm, bị bệnh gần chết có ngày địa lòng. Tiền mình lấy chi tiêu thì cúng bị tội, là vô đạo đức chứ không hề dấn chơi đâu. Mọi người nên nhớ khi ta nằm giống nghiêu ngao, đưa chân ra ở ngoài sao, không nên đưa trước mặt lộ, là đạp người khác phước không còn đâu. Thợ hồ là kiếp trước phá gia người ta, kiếp này thân thề về nguyên là do đây. Do đi chùa ta đem cúng một chỉ vàng, vậy nên còn nguyên thay. Ông sư thầy cho hay nước ma phí phàm, kiếp sao ra ngoài sa mạc liền. Nhưng quan nhà sư cọc tiền có phước trở lại làm ăn đi lên. Mọi người nên nhớ khi ta nhà ở gần chùa, chùa mà hẹp quá ta hiến nhà đất cho luôn. Tìm trời ma ở cho sư gọi mó tu tâm, mai sau còn cháo giàu lên. Do tâm đạo quá tuyệt vời, cho nên cúng dường là sư ok. Cho nên cúng dường là sư ok.